Xin chào tất cả anh chị. Trong cái thời gian vừa rồi, khi mà mọi người sử dụng về cái bộ chăm sóc răng miệng AP24 và đã thấy rất hiệu quả cái sản phẩm này, thì mọi người đã hỏi Linh về cái với những cái trường hợp mà bị mụn, mà mụn nặng này, mụn lâu năm, ở những cái tình trạng về mụn nó rất dày đặc ở trên mặt đó, và đặc biệt đó là cái tình trạng này xảy ra với những người bị da dầu là nhiều nhất. Thì Linh cũng có một cái người em đó là da mặt là mụn rất là nhiều, mụn một cách dày đặc và mụn bị sưng tấy rồi đỏ lên, và cảm thấy bạn rất mất tự tin về cái việc mà mặt nhiều mụn như thế. Thì Linh đã đưa trẻ em của mình đó là sử dụng về cái mặt nạ bùn của Epoch. Thì mặt nạ bùn này là mặt bùn biển tự nhiên, nó hoàn toàn từ thiên nhiên hết. Thì khi mà đắp cái mặt nạ bùn này vào trong cái da mặt của bạn trong khoảng 3 tuần liên tục, và mỗi tuần như vậy là bạn đắp từ 2 cho đến 3 lần. Thì khi mà đắp cái này khoảng từ 15 cho đến 20 phút, thì khi mà mình đắp xong thì để cho mặt của mình nó khô lên, cái bùn nó khô lên, thì lúc đó là cái tất cả những bùn này này là nó sẽ thấm sâu vào trong cái da, nó đi sâu vào những cái lỗ chân lông ấy, và nó hút hết tất cả những nhờn này, tất cả những cái ẩn bã, và nó lấy hút ra và nó đẩy ra, thì và nó gom hết tất cả những cái cồi mụn, rồi tất cả những cái cặn bã, những cái vi khuẩn mà ở trong cái sâu ở trong da, nó hút sâu từ trong đó ra. Thì khi mà mình đắp cái mặt nạ bùn này xong á, mình sẽ thấy da của mình nó sáng hơn, nó trắng hơn, và nó đều, nó màu nó sáng hơn ấy. Thì đó là về cái mặt nạ bùn biển tự nhiên này. Nhưng để mà hết mụn thực sự mà dài ấy, mà để mà hết hết cái tình trạng mụn của mình, thì phải sử dụng trong 2 đến 3 tuần liên tục, và nó hút liên tục đi, thì làm cho da của mình nó rất sạch, và nó đã được sạch rồi thì bắt đầu nó hết mụn. Thì trong quá trình đó thì bắt đầu trong cái cơ thể của mình nó có, vì có những độc tố thì bắt đầu hình thành mụn, nó vẫn thi thoảng nó vẫn mọc lên ấy. Thì lúc đó mình mới phải đưa thêm cho người em của mình đó là dùng cái Epoch, là cái cây chống mụn này. Thì để khi mà bắt đầu mụn nó hình thành lên, nó bắt đầu nó chuẩn bị hình thành lên ấy, thì lấy cây chấm mụn này chấm vào một cái, thì để sau khoảng 2 đến 3 ngày, có là sáng chấm một lần, tối chấm một lần, một ngày chấm đều là 2 lần như vậy đấy, thì sau khoảng 2 ngày thì bắt đầu cái mụn này nó bắt đầu xẹp xuống. Đối với những cái mụn mà nó đã sưng tấy, nó đã to lên rồi, thì lúc này chấm cái này khoảng từ 1 đến à, từ 2 đến 3 ngày ấy, thì bắt đầu cái cây chấm mụn này nó đã bắt đầu nó tác động vào cái mụn này, và nó đi sâu vào trong cồn mụn, và nó đẩy cái cồn mụn ra luôn. Thì và sau khoảng 2 ngày chúng ta chỉ cần lấy tay gạt nhẹ một cái là cái cồi mụn nó cũng sẽ cùng đi ra luôn và làm khô. Và khi mà chúng ta dùng kết hợp cả cái bộ đôi này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những người bị mụn mà chúng ta nặn những cái cách thông thường thì chúng ta hay để lại đó về thâm da, chúng ta bị thâm, bị sưng tấy đó, thì nó không được đẹp lắm, nó không được thẩm mỹ. Thì khi mà chúng ta dùng cái bộ đôi này thì cái tình trạng về thâm mụn chúng ta nó sẽ không có, bởi vì mụn nó sẽ được lấy sâu từ bên trong và chúng ta đẩy ra và làm cho sạch của mụn, cái da mặt của mình đã sạch rồi, thì cái tình trạng về thâm mụn nó sẽ không xảy ra nữa. Và Linh muốn lưu ý với chúng ta một điều cuối cùng nữa là khi mà chúng ta bị mụn á, thì thường những bạn mà bạn bị mụn rỗ này, mụn mà sưng tấy, mụn rất nhiều ở đầy trên mặt á, thì thường chúng ta hay lựa chọn cái phương pháp đó là đi spa hoặc là đi thẩm mỹ viện ấy. Thì chúng ta cần phải lưu ý, nếu mà chúng ta đi spa hoặc thẩm mỹ viện mà chúng ta nặn mụn bằng tay, mà chúng ta đẩy cái cổ mụn đó ra, thì nó sẽ hay để lại hai cái hậu họa. Thứ nhất đó là mụn chúng ta nó sẽ bị thâm lại, cái da mặt chúng ta đã bị thâm, mà bị thâm rất khó điều trị. Cái thứ hai đó là bị rỗ, mặt mà chúng ta bị rỗ đó là chúng ta thấy nhiều nhất. Thì khi mà chúng ta bị thâm hoặc là chúng ta bị rỗ thì rất khó để chúng ta điều trị và để trả lại cái làn da nó sáng, nó căng, nó mịn lại. Thì nên đó là lý do, và Linh cũng hướng dẫn cho mọi người đó, chúng ta nên sử dụng cái loại đó là mặt nạ bùn này này, bởi vì mặt nạ bùn đấy là hút mụn, là hút một cách tự nhiên, đẩy lấy từ cồi mụn bên trong và đẩy ra rồi. Thì sau đó là bắt đầu cái da của mình nó được lấy ra một cách tự nhiên và rất nhẹ nhàng như vậy đó. Thì sau đó và kèm theo cái mặt nạ bùn này có những cái khoáng chất, có những cái dưỡng chất nữa này nữa, thì nó đưa vào nó nuôi dưỡng cái làn da. Nên là khi mà dùng cái mặt nạ bùn này này thì da chúng ta nó căng hơn, sau khi mà chúng ta làm hết mụn rồi đó, da chúng ta nó căng hơn, nó mịn hơn và sáng hơn, và nó rất đều màu, da chúng ta sáng đều màu, và nó không để lại cái tình trạng đó là bị sẹo rỗ, nó không bị cái tình trạng đó. Nên đó là lý do Linh mới khuyên mọi người đó là dùng những cái sản phẩm nó hoàn toàn từ thiên nhiên để chúng ta trả lại cái khuôn mặt của chúng ta một cách tự nhiên nhất. Và để chúng ta khi chúng ta, đó là cái cách mà chúng ta trị mụn rồi, nhưng để chúng ta ngăn ngừa về mụn nó hình thành đó, thì da mặt chúng ta phải được làm vệ sinh sạch sẽ nó thường xuyên. Thì đó là chúng ta phải dùng đến sữa rửa mặt. Thì đối với da dầu thì chúng ta dùng đến cái loại về sữa rửa mặt Face Wash.